Trong bất kỳ một chiếc đồng hồ nào, bộ máy luôn là bộ phận quan trọng nhất do nó quyết định mọi khả năng hoạt động cũng như hiển thị của đồng hồ. Một bộ máy mà những linh kiện bên trong được chính hãng đồng hồ đó chế tạo thì được gọi là in-house movement hay bộ máy in-house. Vậy chúng thực sự là gì và chúng có giá trị như thế nào? Hãy cùng Jing Watt tìm hiểu trong video hôm nay. Phần lớn các nhà sản xuất đồng hồ đều sử dụng bộ máy đến từ các nhà máy nổi tiếng như ETA, Seita hay Miyota. Tuy nhiên, một số thương hiệu khác lại tự thiết kế, nghiên cứu và phát triển những bộ máy đồng hồ của riêng mình. Đối với loại này thì tất cả các linh kiện đều được sản xuất và hoàn thiện bởi chính thương hiệu đó. Những bộ máy như thế được biết đến với thuật ngữ in-house movement. Nói cách khác, những hãng nào có khả năng tự sản xuất bộ máy hoặc lắp ráp chúng cho đồng hồ của mình thì được gọi là máy in-house. Những bộ máy này luôn là mong muốn mà các nhà sản xuất đồng hồ hướng tới bởi vì nó không chỉ thể hiện sự độc nhất vô nhị với chất lượng cao mà còn thể hiện được niềm đam mê cũng như truyền thống của chính nhà sản xuất. Tính đến thời điểm này, hầu hết các thương hiệu đồng hồ của tập đoàn Swatch đều sử dụng bộ máy do chính mình sản xuất. Ngoài ra cũng còn nhiều các thương hiệu khác đến từ Nhật Bản, Thụy Sĩ hoặc Đức sở hữu các cỗ máy in-house. Phần lớn các máy đồng hồ cơ khí đều sở hữu những hệ thống và bộ phận cơ bản giống nhau. Điều này đồng nghĩa với việc vốn dĩ các caliber đều được tạo ra trên cùng một nguyên tắc cơ bản. Vì vậy các thương hiệu không thể chỉ thay đổi một vài điểm sẵn có là được, mà phải tự làm mới hoàn toàn lại bộ máy dựa trên những nguyên tắc vốn có đó. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, các thương hiệu sẽ phải tự tìm ra được sự tối ưu cho riêng mình, phải lựa chọn được những phương pháp khác nhau với đặc điểm riêng biệt để khẳng định bản thân. Và tất nhiên, để chế tác được những bộ máy in-house thường rất tốn kém, mất thời gian và yêu cầu tay nghề chuyên sâu. Vì được sản xuất thủ công nên các bộ máy in-house đều được hoàn thiện theo phong cách riêng của thương hiệu, với tính thẩm mỹ cao cũng như chất lượng tối đa của nhà sản xuất. Một bộ máy đồng hồ được tạo ra từ nhiều chi tiết vô cùng nhỏ bé. Đáng lý khi một công ty tự sản xuất, có nghĩa là họ có thể kiểm soát chi phí và vì thế mà giá thành cũng sẽ thấp hơn khi phải mua bên ngoài. Thế nhưng hoàn toàn không phải vậy. Việc sản xuất thủ công các bộ máy chi tiết đồng hồ rất phức tạp, tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc cũng như công sức. Do đó, đồng hồ sử dụng bộ máy in-house thường sẽ đắt hơn sản phẩm có tính năng tương tự nhưng được sản xuất công nghiệp. Lý do đầu tiên, do bộ máy là bộ phận quan trọng nhất đối với mọi chiếc đồng hồ. Những bộ máy in-house được sinh ra như một con đường để các thương hiệu quay lại với giá trị cốt lõi của mình. Một bộ máy tự thiết kế, tự sản xuất sẽ làm nên những giá trị và sự đặc biệt cho những chiếc đồng hồ mà họ bán ra so với những đối thủ khác. Lý do thứ hai, đối với người dùng, các bộ máy in-house được xem là những sản phẩm có kỹ thuật cao và gần như là độc nhất vô nhị. Những điều này đã đẩy những mức giá của những cỗ máy in-house lên cao hơn. Tuy vậy, một số thương hiệu máy in-house vẫn sở hữu mức giá dễ tiếp cận như Seiko, Citizen, Orion, phân khúc cao cấp như Frederic Constant, Alpina hay là các thiết kế của Nomos ở phân khúc tiếp cận sang trọng. So với nhiều loại máy đồng hồ khác, máy in-house thường được đánh giá tốt nhất. Nó đem lại cho người dùng những sản phẩm hoàn chỉnh hơn và mang lại tên tuổi cho những nhà sản xuất. Với mức giá thành mà chúng sở hữu, có thể khá khó khăn để bạn có thể mua được một chiếc đồng hồ in-house. Tuy nhiên, với một số thương hiệu khác mình đề cập bên trên, chắc chắn cũng là một sự lựa chọn không tồi cho bạn. Nếu muốn biết chi tiết hơn, đừng ngần ngại để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Jing Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồnghojing.com để biết thêm chi tiết.